Tại phố sách Hà Nội, câu lạc bộ Liên kết trẻ phối hợp với công ty cổ phần đầu tư Sứ đoài Mây Trắng, dự án sách và hành động đã tổ chức ngày hội sách xuân 2018 với chủ đề Sứ đoài đón xuân và ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Sơn Đổng viết về quê hương Sứ đoài. Thì nay tôi lại hỏi lại chương trình Sứ đoài đón xuân nhằm mang tới cho nhân dân thủ đô và các bạn trẻ hiện đang là học sinh, sinh viên trải nghiệm một không gian sách trong không khí quê tràn ngập sắc xuân giữa lòng thủ đô Hà Nội, cùng một tình yêu quê hương đất nước dạt dào của người dân thôn quê được phản ánh trong tiểu thuyết Sứ đoài Mây Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Đổng. Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở làng Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Tây, nay là Hà Nội. Người dân nơi đây sống mỏi mòn trong đói nghèo và sự áp bức của thực dân. Thế nhưng họ luôn vui vẻ, yêu đời. Thế hệ thanh niên của Tràng Sơn như Quang, Văn, Quý sớm nhập ngũ, mang theo ước mơ giải phóng dân tộc. Bà Quý, Phúc, Thắm ở lại quê hương chăm lo sản xuất. Họ gợi nhớ hình ảnh người phụ nữ nông thôn Việt Nam tảo tần, kiên cường. Đây là một cuốn sách nói về lịch sử, về văn hóa, về đất và người Hà Nội xưa, tức là Sứ đoài, Sơn Tây. Và thông qua cái việc tìm hiểu về cuốn sách Sứ đoài Mây Trắng thì các bạn trẻ sẽ thêm yêu Hà Nội, thêm yêu quê hương đất nước mình hơn và hiểu về văn hóa, về lịch sử con người Việt Nam mình hơn. Ai cũng có tuổi trẻ cả, và rồi ai phải già cả, đúng không? Tất cả là trong cái vận động của lịch sử, của thời gian. Cho nên cái ngày hôm nay là trải nghiệm chúng ta tuổi trẻ, thì sau này sẽ là một kinh nghiệm cho cái tuổi trẻ tiếp theo khi chúng ta đã trở nên già. Vì thế cái sự gọi là cái sự liên tục của lịch sử, cái sự trao truyền những giá trị, cái sự tiếp nối những truyền thống, nó là một cái quy luật tất yếu. Nếu chúng ta biết khai thác nó sẽ giúp cho cuộc sống tốt hơn. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn phổ cập quyển sách này đến với công chúng, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của quê hương Sứ đoài. Sau chương trình này chúng tôi cũng sẽ làm những sự kiện khác và liên quan đến hành trình tri thức để phổ cập và phát huy văn hóa đọc của giới trẻ và nhân dân Việt Nam chúng ta. Tác giả đã khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết hài hước, khung cảnh tát nước đầu đình, gặt lúa, chợ quê hiện lên sinh động, khiến câu chuyện về cuộc sống của người dân nghèo bớt nặng nề, bi lụy. Cũng nhân dịp này, ban tổ chức chương trình Sứ đoài đón xuân đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Tuổi trẻ xưa và nay với sự tham gia của nhiều nhà sử học nổi tiếng nhằm giúp bạn đọc, nhất là các bạn trẻ, có cơ hội tìm hiểu cũng như có những góc nhìn đa chiều về giá trị và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.